Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi tiếp và làm việc với bà Nam tước Neville Roff, DBE, CMG, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng phụ trách sở hữu trí tuệ, Bộ Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và Kỹ năng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh, Bắc Ireland trong những năm qua. Hiện nay anh là nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam trong EU. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã có những tăng trưởng không ngừng trong các năm vừa qua. Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2013, 4,3 tỷ đô la Mỹ năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Anh đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,54% so với cùng kỳ năm 2015 hàng hóa xuất khẩu giữa hai nước luôn có tính bổ trợ không có sự cạnh tranh trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại buổi làm việc hai bên đặc biệt quan tâm trong vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ chống gian lận và buôn lậu hàng giả tăng cường thêm các hoạt động hợp tác để hỗ trợ phát triển hợp tác thương mại giữa hai bên